Đồ đá các bạn ơi, vẫn còn đá mà anh ơi. Rồi thắng rồi. Quảng trường thành phố Hưng Yên nhá. Quảng trường thành phố Hưng Yên đông nghẹt luôn. Đây đang ở quảng trường thành phố Hưng Yên. Ăn mừng bóng đá đội Việt Nam gặp Thái Lan. Từ Phnom Penh với đại loại Đông Nam Á đầu năm cho đến Hà Nội với trận chung kết SEA Games. Quá đông luôn. Thank you.
không có thời gian, và thời gian không hề là người bạn đồng hành với họ ở trong trận đấu chung kết này. Hey, I'm right up!
Quảng trường thành phố Hưng Yên nhá. Đây là đang ở quảng trường thành phố Hưng Yên nhá, đông lắm, tất cả toàn dân đang xem màn hình lớn ở quảng trường thành phố Hưng Yên. Mình đang ở quảng trường thành phố Hưng Yên. Thành phố Hưng Yên ăn mừng đội tuyển Việt Nam nhé.
Không thể diễn tả được cảm xúc khi bàn thắng lúc chúng ta bảo vệ thành công trước. Nhưng mà bàn như bàn thắng đấy lúc đó, tôi được bằng những điều gì và bằng những gì mà tôi có?